Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái con LG V60. Thì con này là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Và có đuôi số email này như này, 138. Và độ mới con này thì em đang đánh giá là 100% và còn lời một các bác nhé. Thì tại sao nó 100%? Tại vì nguyên cái con này này là em đã thay cho nó toàn bộ cái bộ vỏ là mới tinh các bác nhé. Và bộ vỏ này hoàn toàn là bộ vỏ zin đét đẹp các bác nhé. Đây, hoàn toàn các bác có thể nhìn này các bác. Đó, thì về cái độ mới của nó thì chắc chắc không biết có phải sâu cho bác không, nhưng mà thôi thì em cứ sâu cho bác luôn cho các bác yên tâm. Thì nó là bộ vỏ mới tinh mà, đây các bác thấy này, đang còn cả miếng siêu viền rồi siêu các thứ luôn đây. Đấy, cho các bác yên tâm nhé, hoàn toàn là không hề có vết xước nào ấy các bác. Đấy, cho các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì em chưa gắn cái lắp lưng thôi, em tạm thời em bỏ cái lắp lưng ra đây đã, không thì nó rơi mất. Đó. Đấy, các bác yên tâm nhé, nó không hề có vết xước nào đâu, cho các bác yên tâm. Thì cái sản phẩm này dành cho các bác nào mà cần cái sự hoàn hảo mà. Và cái mặt trước này cũng là em còn chưa bóc cái miếng siêu ra, cho nên các bác yên tâm nhé, nó cũng chưa có vết xước nào cả. Đấy. Rồi, thì em sẽ test qua cái chức năng cho các bác xem, và lát nữa ấy, thì em sẽ tháo hẳn cái máy ra để xem các bác cho các biết được là con máy này nó như nào. Thì con máy này cục pin của nó ấy, cũng là cục pin mới tinh các bác nhé. Đấy, cục pin mới tinh zin đét chưa sử dụng được nào, à sử dụng một lần rồi, là lần này đây các bác. Đấy, rồi ok. Đấy, thì em test qua cái chức năng cho các bác xem cho nó yên tâm thôi. Đây, cam trước bình thường các bác nhé, không có bị mờ gì cả. Cam sau này, đó. Nét bình thường, không vấn đề gì cả các bác nhé. Rồi. Nghe gọi phát này. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ Happy Zone của Viettel. Để nạp tiền, Đấy, vui tiệm lòng cận bấm bình số thường này. 1 để kiếm tiền. 4G bình thường các bác nhé. Đó. Wi-Fi này, bật lên cho bác xem luôn. Wi-Fi bình thường các bác nhé. Ok. Và trong này, đây vân tay bình thường này. Đây, thì đây là cái số email của nó. Các bác hoàn toàn có thể là tra cái số email này theo cái clip trước của em nhé, để các bác biết được chắc chắn đây là cái bản T-Mobile chuẩn của bác nhé. Đó, ok. Còn cái gì trong này nữa không nhỉ? À, còn cái cắm cái tai nghe vào cho các bác nghe. Thì ở đây em sẽ mở cái này, đoạn nhạc YouTube lên. Em cái này em chưa thực test đâu. Nhưng mà con V60 thì ít khi nó bị lỗi cái quên, chưa chết được. Bị sẽ bị bản quyền. Quên các bạn, thì em sẽ cắm luôn để cho nó khỏi phát nhạc các bác. Đấy nhá, nó đang phát bình thường này, không hề có cà giật gì cả các bác nhé. Đây, thì các bác này, bên LG ấy thì nó thường thường là khi mà các bác tăng âm lượng lên mức 50 ấy, thì nó sẽ hiển thị cái thông báo này. Đấy, thì các bác mà không sợ gây hại cho thính giác ấy, thì các bác cứ ok. Ok, thì nó sẽ lên được 75 các bác nhé. Rồi ok các bác, cái này thì không lo, cái tai nghe các thứ ok. Đây, còn L1 đây các bác. Đó, L1 đây. Thì cái L1 này ấy, dành cho bác nào mà thích xem phim trên cái điện thoại này thôi, chứ còn L1, L2, L3 thì nó không liên quan đến việc mà máy dựng hay máy zin đâu. Ok, rồi em sẽ vào bên trong nhé. Tiệm cận ánh sáng bình thường hết nhé, các độ phím bình thường. Chuông rung này, rung rất mạnh. Xoay ngang xoay dọc này. Đây, bốn cái mic này. Mic dưới ok này. Ok này. Mic trên này. Ok này. Mic không này. Ok này. Mic 4 này. Ok này. Ok. Cảm ứng này. Cứ phải test qua cho các bác biết.
Ok, còn đây này máy mới tinh mà các bác mày lo. À, còn cái áp suất này thì là em cũng tại vì thời điểm làm clip này thì em cũng chưa biết là nó có thể có áp suất được không. Tại vì khi mà gắn cái lắp lưng này vào thì mới biết được là có áp suất không. Thì nếu mà còn hay không thì em sẽ để ở tiêu đề clip các bác nhé, chứ các bác cũng không phải lo. Ok. À, thì đây test cái màn hình nữa bác. Test cái màn hình rồi. Đây. Đây, thì cái màn hình của con này nó là mới tinh nha các bác nhé. Chưa thể sử dụng. Tuy nhiên ý, thì khi mà test con V60 thì em cũng có nói với các bác rồi. Màn hình con V60 thường thường nó hay bị ám hồng hoặc ám vàng ở hai cái rìa rìa này này. Đấy như con này nhé, kể cả như con này nhé. Kể cả đây là cái màn hình mới tinh luôn, tuy nhiên nó vẫn hơi bị ám hồng ở cái mép mép này, hơi hơi thôi. Hơi hơi thôi. Đấy, hơi hơi một chút thôi. Thì qua camera có thể các bác không nhìn rõ đâu, nhưng mà như mắt thường em nhìn là có các bác nhá. Đấy, nhưng mà được cái là nó cũng chả ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng đâu. Tuy nhiên thì con V60 nào nó cũng đa số là như vậy nhé. Và màn hình này, bộ màn hình zin nhé, zin đẹp đẹp các bác nhé. Đây này, lật ra cho các bác xem này, độ cao của nó này. Đó, đó có thấy không? Đây, các bác yên tâm, đây cũng là bộ màn hình zin chứ không phải lo. Thì em sẽ test tiếp cái chân sạc. Thì cái chân sạc này là cái chân sạc mới tinh nhé, và zin chưa hề sử dụng à, cho nên là các bác yên tâm, chân sạc chắc chắn nó sẽ còn ngon. Đây là chân sạc zin, mà tí nữa em sẽ tháo ra cho các bác biết luôn. Thì đây em sẽ test bằng cái cổng A2C 18W này. Đây. Thì nó báo sạc nhanh bình thường nhé. Đây, sạc nhanh bình thường. Và nó chỉ đến cái CC 2 thôi, đổi chiều này. Vẫn sạc nhanh bình thường các bác nhé. Ok. Đây em test thêm cho bác nữa là đây là cái cổng PD nhé, C2C ấy. Đấy, thì nó sẽ thôi, sẽ ra mất rồi. Thì nó sẽ cao hơn nhé, nó sẽ chạy nhanh hơn, nó sẽ sạc được nhanh hơn đấy các bác. Đây các bác thấy không? Nó lên đến PD04 này. Đó. Đổi chiều này. Đó, các bác thấy không? Thì các bác yên tâm, cái cổng sạc con này thì mới tinh rồi, không phải lo. Thì các bác về các bác dùng một cách bình thường nhẹ nhàng thì em nghĩ là nó sẽ bền được suốt đời thôi. Ok, thì về chức năng của con này thì em sẽ đảm bảo cho các bác là không hề có cái lỗi gì cả. Thì bây giờ ấy, em sẽ táo hẳn máy ra để em cho các bác biết được là con máy này nó dựng có ngon không. Đấy. Ok các bác. Thì cũng đang trong cái lúc mà tháo ra như này thì em cũng nói luôn cho các bác là con này thì đúng là chỉ dành cho anh em nào mà kiểu là fan thôi. Đấy. Chứ còn con này chắc chắn giá nó sẽ đắt. Đấy, con này nếu như mà bình thường còn áp ấy, em phải bán nó phải tầm 4,6 củ các bác nhá. Còn nếu mà nó không còn áp ấy thì em sẽ bán nó giá là 4,5 củ thôi. Tại vì cái con V60 này làm lại áp của nó cũng 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 hơi khó ấy các bác, nó không nó hên xui hơn ở con V50, cho nên là em cũng không 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 có biết được là nó còn áp hay không. Đấy, và con này thì nó mới đét đèn đẹp này rồi, cho nên là giá nó chắc chắn sẽ không thể nào mà thấp được. Đấy, trên tùy các bác thôi, các bác nào mà đam mê hoặc thấy có thể chơi được thì chơi. Đây, ngay cả cái miếng NFC này nó cũng mới tinh. À quên, nó đã quên chưa chưa test cái sạc không dây, nhưng mà các bác yên tâm nhé, em cũng đã test rồi. À, đảm bảo cho các bác là sạc không dây bình thường các bác nhé. Đó. Đây. Tháo cục pin này trước này các bác. Thì đây. Cục pin này thì em còn chưa gắn lên cái thân của nó. Thì đây đảm bảo cho các bác là cục pin này. Và sao tự nhiên tối thế nhỉ? Đây. Đảm bảo cho các bác là cục pin này là cục pin mới tinh các bác nhé. Đây mới tinh luôn. Em còn dán tem vừa, em vừa viết luôn này. Ngày 27 luôn này các bác. Đó, zin new và chưa hề sử dụng. À quên, sử dụng lần này rồi. Đây, và cái mặt dưới này chưa hề có vết nhăn nheo gì cả các bác nhé, cho nên các bác yên tâm. Hình như bị lóa cái này cho nên nó bị ấy các bác, nó bị đen đen cái khung hình rồi. Ok, tháo cái này ra nữa.
Đây, cái bộ loa ngoài đây. Bạn yên tâm nhé, còn rất là ngon luôn. Mới tinh luôn. Đây, tháo hết cho các bác xem. Đây các bác, thì các bác yên tâm nhé. Đây, cái main này nó có mấy chỗ nó hơi hơi móp móp tí đây này, thì cũng đúng là nó có móp thật, nhưng mà đây là do chắc hôm trước cái thời mà trước đây ông nào mà kiểu cầm tay mạnh mạnh và làm nó móp thôi, chứ còn nó không vấn đề gì đâu. Đấy. Ok các bác, em thấy là chưa hề có một dấu hiệu của sửa chữa gì cả, nhưng các bác yên tâm. Đó. Rồi. Đó. Đấy, yên tâm nhé. Cái này thì không phải lo. Bên này thì em test hết rồi. Còn đây. Đây là cái bộ sạc đây, cái bo sạc đấy các bác. Thì cái bo sạc này nó nằm luôn trên main này được các bác nhé. Có nghĩa là khi mà nhập cái bộ màn hình này về ấy, thì là nó đã nằm sẵn ở trên này rồi. Đấy, nó là new và còn rất là ngon luôn, new zin luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn, có thể nhìn thấy cái này, nó có đồ keo của nhà sản xuất đây này. Đấy, cho các bác yên tâm nhé. Đó, thì em không muốn bóc ra vì bóc ra thì nó liên quan đến đến cái gioăng chống áp suất ở cái mic này này. Đấy, cho nên bóc ra là lại hỏng, lại có thể là không có áp suất nữa. Đấy, cho nên là các bác yên tâm. Cái này thì bảo đảm cho các bác là đồ là zin hết, không vấn đề gì cả. Đấy. Và còn miếng đồng tản nhiệt các bác nhé. Đó. Rồi ok, thì đây là những cái linh kiện ở bên trong con này, thì bảo đảm cho các bác là đổ zin hết, pin cũng là mới tinh hết, cho nên các bác yên tâm nhé. Rồi ok, các bác nào cần thì liên lạc với em ở cửa số ở góc màn hình này các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ đóng lại con này, và không biết là nó có áp hay không thì em sẽ để tiêu đề các bác nhé. Ok, chào các bác.